Cô nhìn cái gì? Cô nhìn lại cô đi. Mặt xấu xí như thế này, da còn đen và thâm sạm này chứ. Cô có cửa với tôi hả? Ủa rồi gì ngoại khóc? Tại nắng á, nắng chiếu là da tao đen thui tôi rồi nè, với thâm sạm nữa. Nãy thích cho anh kia mà anh kia chê tao xấu. Chứ mày ra đường, mày đi tưng tưng vậy á. Mà mày không thích kem chống nắng, đen đúng rồi. Ai nói mày tao bịch kính quýt luôn mà. Cũng chiếu tao đen thui à. Gì đó đâu có đủ đâu. Mày phải sử dụng kem chống nắng của Nike Book, được xuất xứ từ Hàn Quốc nè. Ủa, nó có công dụng như là giúp mình chống nắng, với lại hỗ trợ làm giảm nám sạm tàn nhang rồi đó. Trời ơi, mày sử dụng xong em là khỏi sợ nắng luôn. Thiệt á? Ừ. Nước cho mong mày nha. Em ơi, em xin quá à. Rồi, xin điện thoại đi. Anh có biết cái nhà với anh khác nhau chỗ nào không? Là anh không có cửa đó.